Sau đây Lâm sẽ đi dạo một vòng cái chợ Vòng Gành nha quý vị, ở dạo vòng vòng quốc lộ 80 ngay cái khu vực chợ Vòng Gành đó quý vị. Kính thưa quý vị, đây là khu vực chợ cũ của chợ Vòng Gầy. Đây là khu vực nhà thờ quý vị. Khu vực chợ Vòng Gầy cũ là từ đầu đó tới đầu này còn qua chỗ nào nữa không cô? À, tới đó là hết luôn hả? Dạ, con cảm ơn cô. Chợ hả? Dạ, khu vực chợ ngày xưa. Dạ, con cảm ơn. Mong đâu nắm. Ở đây có một số cô bác bán ở dọc đường ngay trên khu vực cầu nè quý vị. Đây là qua khu vực chợ Vòng Gầy một chút nè quý vị. Vậy chút nữa chúng ta sẽ tới khu vực là kinh 8000 đó quý vị. Đó là cầu để mà đi qua kinh 8000. Sau đây Lâm sẽ đi qua khu vực 8000 nè quý vị.
À, kính thưa quý vị, đây là khu vực cầu Kinh Tám Ngàn. À, Lâm sẽ đi quay một đoạn khu này nhé quý vị, mời quý vị cùng tham quan và cũng thưởng thức cái phong cảnh của quê hương mình như thế nào luôn ạ. Trước mắt của chúng ta đó là con kênh Kênh Giá Hà Tiên đó quý vị. Đây là hướng đi Hà Tiên nè quý vị. Sau lưng là hướng đi về Gạch Giá. Sau đây mời quý vị cùng Lâm tham quan dọc kinh 8.000 để xem các nét quê hương ở miền quê nhé quý vị. Nào cùng mời quý vị cùng tham quan với Lâm. Quay cảnh dọc đường mà cho con hỏi ở đây có cái cây xăng nào không? Tại sắp hết xăng rồi mà không có xăng chút nữa. Rồi rồi. Rồi rồi có cảm ơn. Không không cảm ơn lấy ra được. Ủa chú cái này ngày xưa gọi đường này gọi là đường gì chú? 8.000 rồi đó giờ luôn hả? Dạ dạ con cảm ơn. Tổ ong ở đâu anh? Đi đang đi à. Vậy đó hả? Ở đâu vậy anh? Gần không? Ở Kinh Sáu rồi. À, cách đây khoảng mấy cây? Đó khoảng 9 cây à. 9 cây hả? 9 cây. 9 cây là kịp.
đây quý vị có một đàn cò. Rất là nhiều cò trắng quý vị. Đường hôm nay thì ai cũng mặc áo lạnh hết vì nhiệt độ xuống khoảng 19 độ đó quý vị. Trời rất là lạnh. Ở đây còn khoảng 25 km nữa là chúng ta xuống tới ngay Chi Tôn của An Giang đó quý vị. Thì Chi Tôn An Giang thì sẽ qua qua tỉnh khác rồi. Tỉnh An Giang. Đây là khu vực gieo trồng. Đầu vườn ôm đó quý vị. Kính thưa quý vị, nếu mà đi thẳng nữa là chúng ta sẽ đến Chi Tôn của An Giang đó quý vị.
coi là các ruộng lúa đang đã xả xong rồi. Ở đây có một nhà thờ Công giáo quý vị. Thank you.
khu dân cư. Đây là xã Lương Ân Trà quý vị, của Chi Tôn An Giang. Đây là của xã Lương Ân Trà của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang đó quý vị. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.